Vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ thoải mái làm một điều hữu kết thúc vụ ly hôn. Nói đến nữ CEO thành công khiến công chúng khâm phục, không thể không nhắc đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bà cùng chồng cũ đã cùng sáng lập ra Trung Nguyên và điều hành, đưa tập đoàn này càng ngày càng phát triển từ năm 1998 đến cuối năm 2014. Năm 2015, bà vấp phải nhiều biến cố gia đình với cuộc ly hôn cùng ông Vũ. Và cho đến đầu tháng 4 năm 2022, sau 7 năm dài dang dẳng, vụ tranh chấp ly hôn này mới chính thức khép lại. Dù vấp phải nhiều biến cố gia đình hậu ly hôn, bà Thảo ngày càng thành công trong những dự án cá nhân của mình để đưa King Coffee, thương hiệu mới do bà sáng lập, ngày càng phát triển và vươn xa ra thị trường thế giới. Không những thế, bà Thảo cũng gây chú ý với nhan sắc ngày càng thăng hạng, trở thành một người nữ doanh nhân trẻ trung xinh đẹp. Thậm chí mới đây, bà Thảo cũng đã sáng lập ra tài khoản TikTok để chia sẻ lại những hình ảnh xinh đẹp trong cuộc sống thường ngày của mình. Cụ thể, trong ảnh, bà Thảo đang có những giây phút thư giãn, vui vẻ trên du thuyền trong chuyến đi của mình. Trong loạt ảnh này, có thể nhận ra nhan sắc của người đứng đầu King Coffee ngày càng trẻ trung và mặn mà. Dù đã bước sang ngưỡng U50 và trải qua 4 lần sinh nở, nhưng bà vẫn giữ được phong độ nhan sắc theo thời gian. Thậm chí phải gọi là hắc tuổi khi sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết cười, luôn toát lên vẻ dịu dàng và làn da trắng sáng. Đáng chú ý với gu thời trang hợp trend của mình, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà Thảo đều toát lên sự quý phái sang trọng cùng thân thái tự tin của người phụ nữ bản lĩnh thành công. Sau khi đăng tải, những hình ảnh mới này của bà Thảo đã thu về hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều dành tặng cho nhan sắc ngày càng trẻ trung, mặn mà của bà. Một người phụ nữ thành công tuyệt vời quá chị yêu. Đúng là phụ nữ luôn xinh đẹp khi không thuộc về ai. Không chỉ xinh đẹp và bản lĩnh, bà Thảo còn là một người phụ nữ luôn quan tâm đến cộng đồng, hiểu nỗi khó khăn của một người phụ nữ khi không thể tự lập về kinh tế. Bà đã là người sáng lập và phát triển dự án Women Candle với mục tiêu hỗ trợ 100.000 người khởi nghiệp, góp phần hồi phục kinh tế và nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội. Bà chính là động lực cho nhiều chị em phụ nữ noi theo hiện nay.